Hôm nay hãy cùng Vân khám phá siêu phẩm mới Samsung Galaxy Note 7. Đây là sản phẩm Galaxy Note đầu tiên của Samsung có màn hình cong tràn hai cạnh. Chính điều này đã góp phần tạo nên sự sang trọng và không kém phần quyến rũ cho sản phẩm. Galaxy Note 7 vẫn giữ kích thước màn hình là 5.7 inch, nhưng thiết kế đã được thu gọn lại, nằm gọn trong lòng bàn tay. Và để ý sẽ thấy thiết kế lần này khá liền mạch giữa kính và kim loại, không còn cảm giác cứng khi cầm sản phẩm trên tay, tạo nên sự thoải mái khi cầm nắm và thao tác trên màn hình dù chỉ bằng một tay. Cổng kết nối mới lần này USB Type-C sẽ giúp kết nối cáp dễ dàng theo chiều nào cũng được. Điểm cộng cho sản phẩm lần này chính là sự đồng nhất về màu sắc giữa khuôn viền kim loại và màu của máy, làm tăng thêm sự sang trọng và bóng bẩy cho sản phẩm. Ngoài bộ nhớ trong được nâng cấp lên 64GB, thì lần này Samsung Galaxy Note 7 còn hỗ trợ thêm bộ nhớ ngoài lên đến 256GB. Viết S Pen mới lần này trên Galaxy Note 7 vẫn giữ tính năng ghi chú trên màn hình khóa và thêm tính năng mới là ghim lại nội dung vào màn hình luôn hiển thị, giúp chúng ta dễ dàng truy xuất hay theo dõi nội dung ghi chú một cách nhanh chóng và tiện lợi, chỉ bằng thao tác chạm tay hai lần vào icon ghi chú. Lệnh không chạm mới trên Galaxy Note 7 lần này được bổ sung thêm những tính năng vô cùng thú vị và độc đáo. Đầu tiên đó là khả năng lưu lại những đoạn ảnh động từ video, giúp các bạn lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với bạn bè. Thao tác rất đơn giản. Đầu tiên, lựa chọn nội dung video, kích hoạt lệnh không chạm, chọn Smart Select, chọn icon ảnh động, điều chỉnh khu vực muốn tạo ảnh động và ấn nút ghi lại. Ảnh động này sẽ được lưu tối đa là 15 giây. Tính năng mới tiếp theo đó là dịch không chạm. Tính năng này sẽ giúp các bạn hiểu được nội dung những từ vựng nước ngoài một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Viết S Pen có thể nhận diện được 37 ngôn ngữ và dịch ra được hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Chỉ cần kích hoạt lệnh không chạm, chọn icon dịch không chạm và đưa cây viết lại gần từ mà các bạn cần dịch ra là được. Một công nghệ hoàn toàn mới xuất hiện trên Samsung đó là bảo mật bằng mống mắt. Đây là công nghệ bảo mật cao nhất hiện nay trên thị trường. Cách cài đặt cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Sẽ có hai ống kính thu và phát tín hiệu mống mắt giúp máy nhận diện cực kỳ nhanh và chính xác. Chỉ bằng một thao tác vuốt, máy đã được mở ra ngay lập tức. Hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hay người đeo kính và len trong suốt. Nhờ tính năng mới này mà Samsung phát triển thêm thư mục bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách tối ưu. Những dữ liệu cá nhân và ứng dụng quan trọng đều có thể đưa vào thư mục này. Ví dụ nhé, giao diện bên ngoài đang đăng nhập một tài khoản Facebook phụ và Facebook này thì không có bạn bè gì hết. Còn trong thư mục bảo mật mới là tài khoản Facebook thật. Và thật bất ngờ khi Facebook này cũng không có đứa bạn nào luôn. Cải tiến mới lần này trên Galaxy Note 7 chính là khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68. Và đây là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có thể dùng cảm ứng dưới nước bằng viết S Pen. Vì vậy, các bạn sẽ thoải mái tự tin sáng tạo trên Galaxy Note 7 với viết S Pen ngay cả trong môi trường nước. Samsung Galaxy Note 7 không chỉ mang lại sự sang trọng đẳng cấp từ trong thiết kế, mà còn đem lại được những tính năng mới thông minh giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.